Hôm nay chúng ta đã góp gạo của ông Trung, chúng ta đã làm cái đề siêu dị đúng không? Đề ác mộng được với tháng tư này. Đấy, nhưng mà chắc chắn là vẫn có cơ hội chúng ta sẽ bị dùng lại, bị gặp lại. Và cái quan trọng là với một người mà học gọi là bài bản, một người học chắc lý thuyết thì gặp một cái tình huống mới chúng ta vẫn có thể bình tĩnh, chúng ta áp dụng những lý thuyết chúng ta đã học để áp dụng vào tình huống mới, chứ không nhất thiết là cứ phải trúng đề chúng ta mới làm được đề đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ dùng những cái kiến thức đã học để mà xử lý cái vấn đề mới đúng không? Rồi bây giờ anh Phát, anh đang muốn cái gì đây? Anh đang muốn chữa bài writing đúng không? Ở tháng sau. Trước hết chúng ta sẽ điểm qua đã. Listening, tốc độ mình cũng nghĩ tốc độ ngang cam. Tức là theo nhân vật này thì là gì? Tốc độ băng thì là ngang cam. Tức là đâu như là tầm 120 từ một phút đúng không? Đấy, thì người nói bản xứ nó sẽ nói là tốc độ 120 đến 170 từ một phút. Thì chúng ta khi nghe ở đâu chúng ta nên khi thuyết trình chúng ta luyện cũng có khoảng tốc độ đó, 120 đến 150 từ một phút. Và khi luyện chọn băng để mà nghe, chúng ta cũng nên chọn cái băng mà có tốc độ vừa đúng như thế, hoặc là chúng ta đếm số lượng phụ đề của một phút chúng ta biết là bao nhiêu từ. Chúng ta biết cái tốc độ trung bình của cái clip đấy là bao lâu. Tôi không quan tâm lắm vì các clip tiếng Anh tôi thường nghe tốc độ nhân 2, cho nên tôi cũng không quan trọng tốc độ là bao nhiêu đúng không? À, thế nào thì cũng trả lời được thôi đúng không? Nhưng phần 3 multiple choice thì đây, như nếu như ai đã tham dự cái lớp học free của tôi vào học listening reading của mỗi năm một lần thì mọi người đều biết là cái bí quyết của tôi làm bài tốt là gì? Bao giờ mở sách những cái giám thị đưa tờ giấy ra và bảo chúng ta mở ra để làm bài thi, bao giờ tôi cũng mở phần 3 ra trước. Đặc biệt là trong trường hợp phần 3 mà multiple choice thì rất là khó, bởi vì làm sao? Chúng ta bao giờ cũng cần phải ăn bớt thời gian chuẩn bị của part 1 để gạch trước các từ của part 3. Được chưa? Part 3 nó là multiple choice, có nghĩa là gì? Cả câu hỏi nó cũng dài, mà ba cái lựa chọn A, B, C nó cũng dài. Cho nên bắt buộc chúng ta phải đọc trước cả câu hỏi. Mà thường tôi không đọc trước đâu, mà tôi đọc gọi là gạch chân những keyword thôi, để của cả ba cái phần đấy thì mới có thời gian làm hết được, chứ không bao giờ mà đến phần 3 băng chạy phần 3 rồi mà mới mở cái trang đấy ra mà kịp hiểu hết cái vấn đề. Bao giờ bí quyết của tôi cũng là tôi ăn bớt thời gian của part 1 và part 2. Tức là ban giám hiệu người ta bảo là part 1 bắt đầu có 30 phút để nghe chuẩn bị, thì không bao giờ tôi 30 giây đấy mà tôi để vào để làm part 1 hết, mà tôi lật luôn sang part 3 để tôi gạch chân khoảng 1/3 trước. Sau đó tôi căn giờ là tôi có 30 giây lúc đầu đúng không? Bây giờ thì người ta bỏ 30 giây rồi. Tức là bao giờ cũng có 30 giây nó chạy băng và nó đến đúng cái từ nó đã điền mẫu sẵn cho mình đúng không? Sau đó nó ngắt và nó bật lại từ đầu để mình bắt đầu điền vào chỗ trống. Thì bây giờ lúc trước đây là nó có 30 giây đấy và có một từ nó điền sẵn, còn bây giờ nó thay đổi một tí, nó mất đi một ít thời gian rồi thì mình không lợi thế nữa. Nhưng mà trước đây thì tôi căn là gì, ví dụ 30 giây đấy thì đáng nghĩa là một người mà không có kinh nghiệm thi IELTS thì là cả 30 giây đấy dành vào để part 1. Nhưng mà part 1 thì nó tương đối dễ vì nó chỉ là như kiểu điền form thôi, tức là nghe đến đâu điền đến đấy. Thì mình không cần đến 30 giây để chuẩn bị cái bát đấy. Thì tôi thường là tôi chỉ dùng 10 giây để tôi đọc qua thôi. Đấy. Thì mình phải luyện đến mức mà tự tin là bất cứ đề listening nào mở ra cũng phải chỉ cần lọc lướt cái part 1 trong 10 giây để 20 giây kia mình dedicate, mình tập trung cho part 3. Và mình cũng phải lượng để vừa đúng 20 giây thì mình lật trở lại part 1 để mình chuẩn bị. Đấy là gọi là luyện kỹ năng thi đúng không? Đấy, tôi đã giải mọi người rồi. Cái kỹ năng thi cũng là quan trọng. Đấy, và part 2 cũng thế, part 2 mình luyện nào để tôi chỉ mất 25 giây để tôi gạch chân part 2 thôi. Còn lại 5 giây tôi lại tiếp tục, tôi lật sang part 3 tôi làm tiếp. Đấy, tôi đọc hiểu và tôi gạch chân nốt. Thì đến lúc 30 giây để nghe part 3 tôi có 30 giây để tôi nghe full. Nhưng thực tế là tôi có khoảng 25 giây nữa, tức là tôi có khoảng 55 giây để đọc part 3. Đấy, thì part 3 lúc nào cũng khó vì nó là multiple choice. Multiple choice nó không khó ở đoạn nghe mình có cảm giác mình vẫn nghe được từng từ một, mình vẫn nghe nhưng mà không kịp nhìn cái gì để mà điền cả, tức là mình phải vừa nghe vừa nhìn. Đấy, mình một câu hỏi của nó và nó rất dài, và ba cái lựa chọn A, B, C nó cũng rất dài, không thể nào mà vừa kịp nó nói ở mầm mầm trên tai mà lại vừa đọc hết cả trang. Mình cảm giác như có một cái trang A4 toàn các cái lựa chọn A, B, C, D. Thì mọi người phải hiểu là phải dành thời gian trước tinh thần để làm thế, và người mà đã hướng đến cái band cao là bao giờ cũng phải có dành thời gian trước để đọc hiểu trước. Nếu như mà mình không có kỹ năng đọc nhanh siêu nhanh thì mình phải hy sinh và phải bấm giờ
Cho nên nhiều nhiều đứa bảo ôi dồi em sướng lắm, em pan một em ngồi rảnh ngồi chơi, nhưng thực ra là dốt. Bởi vì là sao, đứa mà giỏi là nó phải hy sinh, nó phải luyện đến mức mà không phải là pan một 30 giây nhìn pan một mà làm được 10 trên 10 là mình đã vui đâu, mà mình phải luyện là gì, 10 giây làm pan một đấy. Mình nhiều khi phải đặt mục tiêu cao hơn so với pan một bình thường đấy. Chứ cái đứa mà cứ bảo ôi em pan một em làm nhàn lắm, chưa bao giờ sai. Nhưng mà tôi bảo là để đạt được đỉnh cao của môn listening IELTS thì em phải luyện pan một chỉ nghe 1/3 thời gian nó cho phép thôi. Thì đấy mới là mục tiêu mới, chứ không phải là part 1 em làm đúng 10 trên 10 là em bảo là em master part 1 đâu nhá. Đấy là những cái mà chúng ta phải lưu ý, và cái mà tôi đã dạy cho các em trong trong cái ai mà đi học cái khóa free thêm 4 kỹ năng. Đấy thì chị đúng không? Đời nó là thi phận thôi, vì chị sẽ nghỉ đúng hôm tôi dặn những cái vấn đề quan trọng đúng không? Và chị ví dụ ôn thi chị ôn 99 đề nhưng chị bỏ đúng cái đề khó, lúc nó kiểm tra đúng cái đề đấy đúng không? Tiếp theo part 4, bắt buộc các câu rất gần nhau, đây cũng là một điều khó đúng không? Đấy. Thì cái này là cái kỹ năng mà chúng ta phải gì luyện, cái kỹ năng nhận ra đâu là cái ngắt để mà đến phần sau, để mà nếu cũng không nghe được thì chúng ta phải dũng cảm chúng ta bỏ qua câu đó đúng không? Thường nó sẽ thường chúng ta thường tôi sẽ có cái cách ghi mà tôi dạy trong cái buổi đấy nó kỹ hơn, là khi gặp một bài fill in the blank thì được cái là part 1 và part 4 nó đều là dạng fill in the blank, nhưng mà fill in the blank của part 1 là rất dễ. Nhưng mà part 4 thì lại fill in the blank rất khó. Thì thường là part 4 tôi lại không chơi kiểu part 3. Part 3 là mình cần nghe và đọc hết tất cả các lựa chọn multiple choice và mình gạch chân các cái keyword. Còn part 4 là tôi dành thời gian để chuẩn bị part 4 bằng cách là gì? Tôi bịa sẵn các câu trả lời sẵn vào trong ô trống. Fill in the blank ở trong part 4 nó khác part 1 ở chỗ part 1 nó là tên riêng thì mình không thể nào nghĩ trước để mà mình điền được. Nhưng ví dụ điền trước thông tin nhà cửa ở đâu, phố xá, địa chỉ bao nhiêu thì cái đấy mình không cần phải bịa sẽ không phải đoán trước. Nhưng cái part 4 nó là logic, nó là dựa từ loại, tức là mình sẽ đoán là bên trong cái từ ô trống đấy là danh từ hay là tính từ. Thì tôi có dùng dùng cái trực giác ngôn ngữ, tôi sẽ điền trước một, tức là tôi đặt mục tiêu là trong trong khi đọc part 4 hoặc là khi chuẩn bị trước part 4 là tôi phải cái ô mỗi ô trống trong part 4 tôi sẽ phải có sẵn. Và rất nhiều khi, tức là nhiều khi không phải là mình cần phải là lúc băng nó chạy đến thì nó đúng là cái từ đấy vào đó. Nhưng mà trong đầu mình đã dình trước ba từ rồi thì thể nào nếu mà càng ngày càng chuẩn thêm thì cái từ thứ bốn nó cũng chỉ là những cái từ đồng nghĩa với cái từ ba từ mình đã chọn, chứ 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 chứ, chứ, chứ nó không phải là khác hoàn toàn. Mà nếu mà nó lại được vào cái trường hợp may mắn, tức là nó lại là vào một trong ba cái từ mà mình đã đoán thì lại còn dễ nữa, vì mình chỉ cần gạch chân từ đấy thôi, mình không cần phải viết cái từ đấy ra đó. Thì chính vì thế mà tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng mà những cái mà tôi đang dặn ngày hôm nay nó chỉ là dành cho những người là đang muốn kiểu từ 8 chấm đến 9 chấm listening reading thôi, chứ không phải là những cái mà tôi dạy ở trình độ thấp như các em. Đấy. Những ai mà xác định là ví dụ writing speaking là khoảng 6 7 thì cái kia là 9 chấm thì sẽ các em khoảng được khoảng 8 chấm đúng không? Thì những cái đấy là phải sống chết, là phải listening với cả reading là phải gần như là cạnh tranh và từng giây một là phải cay cú đúng không? Đấy, thì phải lo những cái vấn đề đấy. Còn những người mà trình độ thấp các kiểu là 7 8 chấm reading listening thì không cần quan tâm những cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta đã đến đẳng cấp cao, chúng ta càng ngày càng phải từng giây cũng là quý. Đấy, như tôi chơi chiến thuật là cái phần part 4 là tôi điền sẵn ba cái dự đoán của tôi. Và cái việc đó tôi làm ngay cả khi chúng ta gọi là ôn thi, thì tự nhiên khi tôi làm nhiều việc đó, đúng không? Thì tự nhiên những lần sau tôi đoán nó cũng chuẩn hơn, vì là nó hợp với cái gu ra đề của ông ra đề IELTS đúng không? Nhiều khi mình luyện cách phán đoán đấy thì tự nhiên càng ngày mình càng phán đoán chuẩn hơn, và nó cũng là đặt ra mục tiêu cao hơn nữa. Ví dụ lần nào tôi làm bài thi cũng lại 38 đến 40 câu chẳng hạn thì mình bảo là mãi mình không tiến bộ. Nhưng nếu mình đặt ra cái thử thách của mình là ví dụ bây giờ tôi vẫn làm 38 đến 40 câu nhưng mà tôi phải như là lúc căng thẳng như lúc thi, hoặc là tôi chấp nó một nửa thời gian, hoặc là tôi chấp nó không có phần chuẩn bị nghe. Đấy thì đấy là cách luyện cho những người kiểu 9 chấm, tức là kể cả khi mình hoảng loạn sẽ thế nào, kể cả khi mình không mọi thứ nó không thuận lợi, ví dụ mình không có thời gian để mình take note, mình không có thời gian dành ra thì mình vẫn phải đảm bảo mình sẽ đúng bao nhiêu đấy. Thì nhiệm vụ của việc được 9 chấm là mình sẽ phải đúng từ 38 đến 40 câu đúng không? Đấy, cái đấy là bất bất kể nhiều khi mình sẽ thấy mình suốt ngày được 38 40 câu mình không thấy mình tiến bộ, nhưng nếu mình đặt ra các cái mục tiêu cao hơn thế, là thứ nhất là phải nghe tốc độ gấp đôi, hoặc là mình phải tìm cách là một khi có nhìn thấy 10 ô trống ở bài cuối thì mình phải điền được 30 cái từ mình đoán ra, mỗi mỗi ô là phải đoán được 3 từ. Lúc đấy tự nhiên bài toán nó thành khác hẳn đúng không? Tự nhiên là thành có mục tiêu nữa để hướng tới đúng không? Bao giờ cũng phải có mục tiêu cụ thể là nó đo được bằng con số. Ví dụ lần đầu tiên tôi học tôi sẽ định ví dụ 8 chấm chẳng hạn thì tôi sẽ chỉ
xác định là tôi đoán một từ vào một ô trống thôi, nhưng mà sao càng trình độ cao hơn mình sẽ phải đoán là ba từ vào một ô trống, đúng không? Lúc mà trình độ dốt mình chỉ cần đoán được là ở trong ô trống đấy là tên riêng hay là noun hay là adjective, nhưng trình độ cao là mình phải đoán được cụ thể cái từ đấy là gì rồi, bởi vì mình đã nghe rất nhiều từ tiếng Anh người bản xứ nói rồi đấy. Hoặc là idiom thì mình phải biết ngay là cần một nửa cái idiom nó là không không phải blank, còn cái trong idiom là gì mình cũng phải biết, đúng không? Đấy. Thậm chí là đoán được cái tình huống là cái thằng này có thể thích hay là không thích cái lựa chọn mà người ta đưa ra, cũng nói chuyện giữa giáo sư và sinh viên đổi đề hoặc là đổi đề tài chẳng hạn đấy, thì mình cũng phải đoán ra. Thì càng ngày mình luyện mình càng phải thêm, chứ không phải là, chứ đương nhiên là trong listening nhiều khi là trong cái bài listening mình có sẽ vào hiện tượng là mình nghe hiểu từng từ, nhưng đến lúc hỏi vào nội dung bài thì mình chả hiểu gì cả đấy, nghe không có từ nào là từ lạ hay mình không biết, nhưng đến lúc mình hỏi cái cốt lõi vấn đề thì mình không hiểu bài nó nói về gì, và là không biết đền vào chỗ trống là từ gì. Nó rất là hay bị những cái tình huống như thế, chứ nó không giống như là trong lúc mình xem phim Netflix hay gì là có rất nhiều từ mình không biết đâu. Cái bài nghe là listening IELTS thường là từ nào mình cũng biết cả, nhưng mà lúc nó nói lên điều gì thì mình không biết. Và để biết là nó nói lên điều gì thì mình lại phải đọc trước. Đấy. Nếu không đọc trước mà đến lúc nghe đến đâu biết đến đấy thì mình không biết để mà dừng vào cái ý đó. Đấy. Nhiều khi mình làm đề nhiều mình sẽ biết là nó hay bẫy ở đâu cơ, và cái gu thằng ra đề nó hay ở đâu. Nó hay có cái kiểu lắt léo, hay nó hiểu hay kiểu ngắt thế nào, hoặc là nó hay kiểu paraphrase gì. Đấy, ví dụ có những cách paraphrase nó là kiểu quen quen của cái ông ra đề thì chúng ta sẽ biết, đúng không? Đấy, thì cái này là những để cho những điểm số cuối cùng trong IELTS thôi, đúng không? Part 4 với các câu rất gần nhau thì đây cũng là một yếu tố khó này, đúng không? Đấy, chính vì thế nếu mà tôi thì là cái chiến thuật này nó sẽ có tác dụng, bởi vì một khi tôi đã đoán ra một trong ba từ rồi thì các câu gần nhau hay xa nhau không quan trọng, vì tôi vẫn chỉ phải gạch chân một trong ba từ ấy thôi, thì có gần hay xa thì không quan trọng, đúng không? Đấy. Bởi vì cái ô trống bản chất khi mình chuẩn bị nó vẫn là ô trống mà, đúng không? Ô trống nó gần nhau hay xa nhau thì mình vẫn đoán ba từ trong ô trống đấy, đúng không? Đấy, thì cái phương pháp chuẩn bị mình không thay đổi gì đấy, chỉ là cái tình huống đối với cái đứa mà không chuẩn bị nó sẽ bị thiệt thòi như thế, còn đối với đứa chuẩn bị thì cái cách của tôi lại rất tiện. Thường là nếu như mà thường là trong một bài, bây giờ tôi đúng khoảng 2-3 từ, tức là đấy một bài phát 4 nó khoảng 10 câu chẳng hạn, mỗi câu tôi đoán ba lựa chọn thì thường là tôi sẽ đúng 20%, tức là tôi sẽ có hai từ, tôi sẽ có hai cái ô trống mà tôi là cái từ mà trong băng nó sẽ đúng là cái từ mà tôi, một trong ba từ mà tôi đoán đấy. Như vậy là mình đã tiết kiệm được hai ô để điền rồi. Còn đương nhiên là 8 ô còn lại thì là mình có các ba lựa chọn cho 8 ô đó, nhưng mà không có lựa chọn nào đúng. Nhưng dù sao mình cũng prime, mình cũng gọi là mình gọi chuẩn bị tinh thần, mình prime sẵn cái đầu óc mình để tìm các cái từ similar với cả ba cái từ kia rồi đó. Thì là nó đã giúp mình hơn rất nhiều, cho nên là các em học IELTS cũng phải tự chế ra chiến thuật của mình, chứ không phải là cứ làm hết 40 câu là mình nghĩ mình xong hết, không có gì phải ôn đâu nhé. Reading này, reading true for not given này. Đấy, bài về seaweed thì thường là chúng ta sẽ có 3 passage, và bao giờ thì passage 1 và passage 2 cũng dễ hơn passage 3, đúng không? Sherlock Holmes thì nghe thấy khó rồi, đúng không? Đấy. Thì cái khó của cái đề này là gì? Matching heading, tức là toàn đề matching vào cùng một đề và nó là ở cuối, đúng không? Đấy. Thì thường chiến thuật của tôi khi làm bài reading nó là thường là tôi chọn cái yes no not given làm trước, kể cả nó có xuất hiện sau trong đề. Đấy. Nguyên tắc là trong một bài reading passage nó có 100 thông tin, nhưng cái ông ra đề Rael ông chỉ hỏi 13 thông tin thôi. Chúng ta hiểu là một đề reading có 40 câu, đúng không? Mà chia ra 3 cái reading passage thì mỗi reading passage chỉ có khoảng 13 đến 14 câu. Chúng ta phải hiểu một bài reading nó có 100 thông tin trong đấy, thì cái người hỏi người ta chỉ chọn ra được 13 cái để hỏi. Như vậy thì nếu như chúng ta chơi cái trò là thì đọc trước rồi mới trả lời sau, thì chúng ta sẽ bị làm cái việc thừa thãi là chúng ta đọc cả 100 thông tin và chúng ta sau đó mới bị hỏi 13. Thì nhiều khi nó còn mất thời gian vì nó thừa thãi, tức là nó còn lẫn kiểu lú lẫn trong đầu. Thì thường là bao giờ tôi cũng trả lời câu hỏi trước, tìm đến khu vực có câu hỏi để biết người ta hỏi cái gì rồi tôi mới đọc lại. Cho nên nhiều khi là những cái bài reading IELTS là tôi làm xong hết cả đề, tôi đúng hết rồi nhưng mà tôi vẫn không hiểu cái bài nó nói về cái gì. Là bởi vì là tôi chỉ đọc câu hỏi và tôi trả lời đúng 13 câu thôi, chứ tôi không đọc hết cả 100 thông tin. Mà mình chơi kiểu đấy thì kiến thức mình sẽ bị lắt vắt, tức là hơi tí mình chọc ở đây, một tiếng thông tin, nhưng nó không thành một cái kết nối cả bài để mình hiểu cái bài này nó nói thế nào, hay là tư duy suy luận thế nào. Đấy. Cho nên nhiều khi là những cái này nó rất là công nghiệp ở chỗ là mình làm xong cái bài có khi mình chưa hiểu nó thế nào, còn mà đứa mà đọc thấm xong rồi đọc rồi còn cảm thụ văn học thì nó sẽ cảm thấy nó hiểu được, nhưng mà cuối cùng là làm bài thì sẽ bị chậm hơn. Đấy. Thì chiến thuật của tôi với một người mà gọi là điểm như tôi sẵn sàng là làm cái yes no not given trước,
Bởi vì sao? Cái yes no given nó thường giúp tôi định vị cái bài. Đấy. Ví dụ một cái bài chúng ta đúng không? Đây đây là những cái gọi là chiến thuật ở cấp độ cao nhé. Tức là tôi có nhiều cái nó sẽ khi áp dụng thì nó sẽ rất là bất an. Như kiểu các em thì các em hay quen cái kiểu nghĩ đến đâu làm đến đấy cho nó đỡ bất an, nhưng mà như tôi là tôi phải chấp nhận tôi hy sinh, đúng không? Ví dụ như ví dụ mình sẽ hy sinh trước là mình đọc cái này trước, như vậy là mình sẽ có hiện tượng là không biết bắt đầu từ đâu. Đúng không? Các em tưởng tượng nha, một cái reading passage nó có khoảng 7 cái paragraph. Đúng không? Một reading passage nó có khoảng 7 cái paragraph, tôi sẽ vẽ ra 7 cái paragraph ở đây. Đó. Tôi sẽ vẽ ra 7 cái paragraph ở đây, đúng không ạ? 3 paragraph bên một trang và 3 paragraph bên trang kia. Thì nếu như mà chúng ta chơi cái trò là gì? À, làm yes no nó ghi vần hoặc true false nó ghi vần trước. Đúng không? Tự nhiên có một bài là matching, một bài thứ hai là matching info, một bài thứ nhất là gì matching heading, đúng không? Và đến bài thứ ba, đến cái chùm câu hỏi thứ ba trong 13 câu mới là phần yes no. Thì nếu như mình chọn cái phần yes no ở đây, yes no, thì mình sẽ bị rất là hoang mang ở chỗ là gì? Mình không biết là hai cái phần trước này nó kết thúc ở đâu. Đúng không? Thường là các câu hỏi trong IELTS là nó theo thứ tự. Có nghĩa là nếu như chúng ta chọn làm cái chùm bài thứ chùm câu hỏi thứ ba thì nó có thể bắt đầu ở khổ 4 trước. Đúng không? Nó có thể bắt đầu ở khổ 6. Đúng không? Cái này là mình không biết, đúng không? Thế còn nếu chúng ta làm đúng theo thứ tự thì chúng ta biết là nó kết thúc ở đâu, hai phần trước nó kết thúc ở đâu và đến phần ba kết thúc ở đâu. Thế còn cái bị cái đấy là nó sẽ bị hoang mang. Đúng không? Thế thì khi mà yes no thì tôi sẽ chọn trước, bởi vì là gì? Cái yes no này thì nó lại đi theo thứ tự, tức là câu 1 thì thường là gì? Câu 1 là thường khổ 1, câu 2 thường khổ 2, câu 3 thường khổ 3. Thì nếu như chúng ta làm đến câu 3, đúng không? Và câu 1 chúng ta làm được, đến câu 2 chúng ta không làm được và đến câu 3. Thì chúng ta làm được câu 1 và câu 3 thì có nghĩa là cái câu 2 chúng ta không thể làm được, đến nó ở đâu đó giữa hai cái vị trí thông tin mà chúng ta vừa tìm được. Đấy, cái thông tin tìm được cái đáp án của câu giữa nó sẽ là cái thông tin của hai thằng kẹp kẹp ở trên xuống. Thì mình sẽ chỉ loanh quanh mình tìm cái vị trí kia để mình chốt chặn nó thôi. Hiện nay như là cũng có cái trường hợp là bây giờ câu hỏi IELTS nó không theo thứ tự nữa hay sao, đúng không? À, thì mình không chơi được cái chiến thuật này, nhưng mà đa số thời gian thì cái chiến thuật này là áp dụng được. À, nó chỉ là xác suất vào một số câu nó không theo thứ tự thì cũng không phải cao lắm. À, thì như tôi nhá, là tôi sẽ chơi cái trò là gì? Khổ 3 yes no nó ghi vần thì thường là tôi sẽ thấy là nó hỏi kín một khổ hoặc là hai khổ. Đấy. Thì auto là khi giải xong cái chùm câu hỏi 3 này là mình đã hiểu rõ hai khổ rồi, thì sau đó có làm matching heading thì mình cũng coi như hai khổ mình đã đọc ý đấy, và mình chỉ còn, đúng không, mình chỉ còn lo năm khổ còn lại là để làm phần 1 phần 2 đấy. Tự nhiên hai khổ này mình đã gọi là mài nát ra rồi đấy, thì coi như là lúc matching heading là auto mình đã hiểu hai khổ trên 5 khổ trên 7 khổ, thì lúc đấy làm matching các kiểu nó dễ hơn nhá. Chứ bây giờ matching bây giờ lại phải ngồi đọc hết cả ý này để hiểu được cái topic sentence và hiểu được ý của khổ 1, đọc hết ý này xong để trộn trộn với nhau, xong đá lên đá xuống, xong lúc đó mới làm cái bài yes no given thì sẽ bị thiệt, đúng không? Đấy. Bây giờ trong quá trình mình làm yes no given lại hiểu luôn, đúng không? Mình hiểu luôn cái ý của hai khổ này chẳng hạn, nó sẽ hỏi dày đặc ở trong hai khổ. Đấy. Vấn đề là mình phải biết là nó bắt đầu từ đâu, đúng không? Cái yes no nó sẽ bắt đầu từ khổ này cũng có thể, và nó kết thúc ở khổ này, hoặc là nó bắt đầu ở khổ này và kết thúc ở khổ này cũng có thể như vậy, đúng không? Đấy, thì cái đấy mình phải chuẩn bị tinh thần. Thì đấy là cái mà hy sinh ở trình độ cao, rất là người đi thi nhiều người ta sẽ biết là người ra đề nó hay có cái trò đấy, thì mình biết mà làm trước, và chúng ta cũng phải biết là gì, chúng ta bao giờ cũng là cái dễ làm trước cái khó làm sau, thì cái đề yes no nó cái phần là cái đề dễ hơn, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải làm trước. Đấy. Hơi đau đớn tí thôi là mình không được quyền làm theo thứ tự, mà mình phải có một chút hy sinh và có một chút gọi là quả quyết vào đây. Đấy, thì mới được điểm cao. Thế là đương nhiên là gặp những đối tượng như là bọn có những đứa nó đọc tốc độ cao, nó làm nhanh cho nên nó chỉ cần đúng 20 phút nó đọc được cả 3 bài thì không nói làm gì đối tượng đấy, đúng không? Mà chúng ta đang đọc tốc độ bình thường. À, thì khi chúng ta đọc các em phải biết được những vấn đề này. Nói dung mình dùng dành 30 phút lật sang làm bên phần 3 này mà cũng toang, tức là đây là chiến thuật sai lầm, đúng không? Tự nhiên lại dành quá nhiều thời gian để làm part 3, đúng không? Nguyên tắc chúng ta bấm giờ là chỉ có cùng lắm là 22 phút để làm part 3 này thôi. Part 1 thì nên, như kiểu tôi thường làm trong 16 phút, mặc dù nó là 3 cái reading, 3 bài passage, mà chúng ta cứ nghĩ là nó là 20 phút mỗi bài đi, nhưng mà thực ra part 1 nó dễ hơn, nên mình đặt mục tiêu là chỉ có 16 phút đến 18 phút thôi. Đấy, thì khi các em bấm giờ, các em phải xác định nó như thế, tức là part 1 mình phải làm thật nhanh, đấy, phải bấm giờ, và
Và đừng có nói với tôi là lần này em làm reading được 70, 37 câu, lần này em làm reading được 30 câu. Em phải nói với tôi là lần này part 1 em làm trong bao nhiêu phút được 13 câu, đúng không? Đấy, thì đấy mới là mục tiêu của những đứa được 9 chấm, tức là nó phải rõ ra như thế. Chứ cái kết quả cuối cùng nó không nói được nhiều đâu. Em đã đúng 37 câu trên 40, nhưng thực ra em dùng quá nhiều thời gian thì cũng vẫn là phốt, đúng không? Đó, thì đây là những cái lời nhắn của tôi thôi cho những người mà gọi là gặp phải những cái đề nó sẽ phức tạp như này, đúng không? Tiếp theo, writing rồi line graph thì quá sướng rồi, tôi dạy đến 4 bài, 4 4 là 4 hôm cái này, đúng không? Quá dễ rồi, đúng không? Rồi, tiếp tục writing task 2 thì anh phát lên được chưa?